Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Trong video buổi trưa ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 12, thì cửa Xuân Đỉnh lại tiếp tục về đến những cặp loa bãi để giới thiệu cũng như bán cho các bác có nhu cầu mua và sử dụng. Ở đây toàn là những dòng khủng bát 30, bát 28, gồm có một cặp Pioneer và ba cặp Sony. Thì có một cái cặp Sony 925 mà hôm qua Xuân Đỉnh có đăng, thì có bác khách chốt thì hẹn là sáng nay lấy, và các bác nói là người lớn nói chuẩn là chuẩn, nhưng sáng nay điện thì lại hẹn là sáng ngày mai. Thì nói thật với các bác là không phải nhà Xuân Đỉnh không có loa để bán, hoặc là không phải là cái chữ tín của Xuân Đỉnh, mà đã nhận lời các bác từ hôm qua cũng có rất là nhiều các bác chốt cái cặp Sony 925 này, nhưng mà Xuân Đỉnh đã nhận lời rồi thì Xuân Đỉnh đều bỏ bán rồi, nhưng hôm nay thì phải đăng lại vì cũng mong bác hết sức thông cảm. Nhà Xuân Đỉnh thì về loa rất là nhiều, thậm chí là đây Xuân Đỉnh cũng quay qua cho các bác đây một cái kho nhỏ của Xuân Đỉnh mà đã kín loa rồi, hàng mà về cuối năm nó về rất là nhiều, cho nên là Xuân Đỉnh không có sự lựa chọn cũng như không có hẹn các bác là ngày nay hay ngày mai gì cả. Mà các bác có nhu cầu thì các bác cứ mua trực tiếp hoặc là chuyển khoản đặt cọc, nhắn địa chỉ Xuân Đỉnh gửi về cho các bác. Còn hẹn hôm nay xong ngày mai này, hẹn ngày mai thì Xuân Đỉnh không dám nhận lời các bác nữa. Thế hôm nay Xuân Đỉnh sẽ đang bán lại cho các bác cặp Sony 925, loa bãi Nhật bát 27, loa 3 đường tiếng. Dòng này là một trong những dòng loa rất là khủng của hãng Sony, của dàn đại. Nó chỉ sau 950 thôi. Đây là thông số của cặp loa bát 27 này, có trở kháng 6 ohm, công suất của nó là 200W. Ở dòng này thì hệ thống phân tần cũng như cấu hình của loa nó là có sự tách biệt luôn, nó không giống như những cái dòng loa dàn đại bình thường. Và Xuân Đỉnh cũng đã test kiểm tra tiếng rất là tốt, nó đánh theo đúng hệ thống là bát riêng, trung riêng và tép riêng. Đây là loa 3 đường tiếng và phân tần dòng này cũng rất là gấu. Cặp loa này có kích thước chiều cao nó đạt tầm khoảng độ 55, đây là Xuân Đỉnh đo áng chừng để các bác biết rõ này, nó tầm khoảng 55. Bát 27, loa 3 đường tiếng, loa đẹp, về không có EK. Xuân Đỉnh nói rõ là không có EK. Còn tất nhiên thì góc cạnh có chày sức nhẹ, thì hôm qua Xuân Đỉnh qua chi tiết rồi. Cặp này thì nó là gân vải màng carbon nhá, và cái gân này còn rất là mềm, gân zin màng carbon. Đấy, bát 27. Đấy, các bác tầm này thì vừa nghe vừa hát gia đình cũng khá là tốt. Mức giá là 3.500.000 đồng. Sony 925. Đấy, hôm nay phải đăng lại, rất là ngại với các bác thôi. Nhưng mà những các bác toàn mua hàng đều là những người lớn nên Xuân Đỉnh không thích phải nói tên người nọ, nói tên người kia, vì muốn nó mất quan điểm, nên Xuân Đỉnh chỉ đăng bán lại thôi. Bác nào có nhu cầu thì các bác cứ alo cho Xuân Đỉnh. Cặp thứ hai cũng là cặp Sony, thì dòng này là dòng Sony 747. Dòng này thì nó là dòng nó thùng. Đấy, căng cước còn đầy đủ hết nha. Cặp này thì Xuân Đỉnh vừa mới khui, loa thì còn mộc, khá là đẹp. Bát 28, kiềng xưng đúc, gân vải xếp, tẩm dầu, màng giấy, một tép giấy, ở phía bên dưới là một bát cộng hưởng. Tuyến loa đồng đều, loa đã test hoạt động tốt, chỉ có tí bụi thì các bác về lau qua là nó sẽ sạch. Tầm này thì cũng vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, thùng cao to, chiều cao của loa đạt đến 80, bát 28 các bác nhá. Model của nó là Sony 747, có một tinh chỉnh dành cho giải tép, giải cao. Đấy, căng cước còn đầy đủ hết, thùng góc cạnh còn khá là đẹp và mộc mạc. Đây, dòng này trở kháng là 8 ohm, công suất của nó là 80W một loa. Sony 747, thùng gọi là khá là cao to. Cặp này thì Xuân Đỉnh bán cho bác mức giá là 3.200.000. Sony 747, loa còn khá đẹp, nguyên zin, đã test hoạt động tốt, căng cước còn đầy đủ, mức giá là 3.200.000. Còn ở phía bên này thì nó là dòng Sony G5, thì đây là đàn em của G7, vì dòng Sony thì người ta không sản xuất ra G6, nó chỉ có G3, G4, G5 và đến G7 thôi, cũng không có G9 thì phải. Dòng Sony G5 này thì nó cấu hình là bát 30, dòng này thì nó có một cái đặc biệt riêng của những dòng Sony dòng G, thì cái phần bát này các bác thấy rõ là gồ hẳn ra bên ngoài. Đấy, kiềng xưng đúc bát 30, gân vải tẩm dầu, màng giấy, một chung giấy và một tép đôm, hai tinh chỉnh chung tép.
cặp loa này còn khá là đẹp, chỉ có vận chuyển về nó có hơi cấn một chút xíu thì đã qua xử lý rồi, nhưng cái này thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Thì chương trình quay cũng như tả trực tiếp cho các bác, còn nó góc cạnh còn khá là đẹp, thùng nạm gỗ. Dòng này thì cũng có chở khá là 8 ohm và công suất của nó là 80W một loa Sony G5. Bác nào mà thích nghe tiếng bát nó còn uy lực cũng như nghe karaoke gia đình thì đây là những cái cặp loa khá là tốt, chịu đoàn tốt để phục vụ cho các bác. Loa còn khá là đẹp, chỉ có mỗi vận chuyển về thì họ thấy cái loa nó nặng, họ vận chuyển nó hơi cồng kềnh, họ ném nó hơi móp một tí thì chương trình chỉ rõ, nó không ảnh hưởng gì cả vì nó ở đằng sau. Còn đâu là đằng trước mặt tuyến loa thì rất là đẹp. Bát 30 lỗ thông hơi phía đằng trước. Cặp loa này có kích thước chiều cao là 68, chiều ngang của nó khoảng tầm 40, chiều sâu của nó khoảng 33. Bát 30. Cặp này thì Xuân Đình bán giá tốt cho các bác, mức giá chỉ có 6.500.000 đồng. Bát 30 các bác nhé, mức giá là 6.500. Những dòng Sony, dòng G5, G7 này thì cái tiếng bát nó đánh rất là lực, mà đặc biệt là dòng này thì nghe hát rất là tốt, loa thì nhìn nó rất là sang. Nếu như nhà các bác mà toàn người lớn thì cứ bỏ hết e-can ra, để cái mặt khắc gỗ của nó nhìn nó rất là nổi, nó rất đẹp luôn. Bát 30 gần vải màng giấy củ xương đúc, loa Sony G5, Xuân Đình bán mức giá 6.500.000 đồng, còn hàng tuyển chọn thì mức giá tầm khoảng 8 triệu. Ngoài này chỉ hơi sức một tí đằng sau thì Xuân Đình bán giá mềm cho các bác, để các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke dịp cuối năm. Phần cuối cùng trong video ngày hôm nay thì Xuân Đình sẽ lên cho các bác nốt là cặp Pioneer. Dòng này là dòng Pioneer 990, F990. Thì nó cũng sử dụng là bát của nó là bát 32. Dòng này thì cái cặp bát này nó rất giống so với những dòng 516 và 616. Đấy. Thì đây là cặp nó giống cái dòng 516 hơn. Bát 32 gân vải xếp kiềng xương đúc, màng giấy, lỗ thông hơi phía đằng trước, loa có hai tinh chỉnh thép. Lần này thì đúng vừa nghe nhạc vừa hát karaoke thì cực phê rồi. Bát của nó bát giấy nhá. Bát giấy kiềng xương đúc, gân vải xếp, bát giấy, bát 32. Cặp loa này cũng có kích thước chiều cao đạt 68, ra ngoài thì nó có cả chân đế. Còn cái chân đế này thì nó có khá là nhiều cái lợi. Thứ nhất là nó chống ẩm, và sau này ví dụ mà nó có mục nát thì các bác đập bỏ đi, tại vì dưới nó còn một cái đoạn gỗ nữa, nó rất là tiện dùng. Bát 32 tép giấy một tinh chỉnh dành cho giải tép Pioneer, model của nó là CF990. Đây góc cạnh đằng sau khá đẹp. Nói chung nó cũng có chảy xước, nhưng những cái cặp loa mà Xuân Đình bán cho bác là loa còn nguyên zin, trở kháng 8 ohm, công suất 70W một loa, model của nó là Pioneer CF990. Góc cạnh có chảy xước nhẹ, nhưng đây là loa bãi, nó là đồ cũ. Và tất nhiên thì so với cái loa đã spa tốt tát thì nó sẽ không đẹp bằng. Và tất cả những cái loa đã xác định là nếu mà đẹp xuất sắc mà không spa thì Xuân Đình nói thật với các bác là đấy không phải là loa bãi nữa rồi. Vì loa bãi nó phải bọc màng, nó phải cũ một tí. Pioneer F990 này thì Xuân Đình bán cho bác mức giá là 6.200.000. Dòng này nghe hát rất là hay luôn nhé. Dòng Pioneer này là dòng là thông dụng. Những cặp loa ở đây thì nó rất dễ phối ghép với âm ly. Nếu mà với những dòng loa bãi thì đây là những dòng loa phổ thông, kể cả những cặp loa Sony này, các bác có thể ghép về những dòng âm ly Sony cũng được, nhưng nó đồng bộ, hoặc là ghép về những dòng âm ly Pioneer đánh rất là hay. Đây là 4 cặp loa mà Xuân Đình vừa giới thiệu cho các bác. Mọi thông tin chi tiết các bác cứ liên hệ theo số điện thoại 0395 727 582, cũng như địa chỉ để mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Những sản phẩm này cửa hàng Xuân Đình đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Các bác gần cửa hàng Xuân Đình thì các bác đến trực tiếp để các bác nghe thì sẽ được phê hơn rất là nhiều. Còn Xuân Đình hàng về khui ra cũng như đăng tải bán cho các bác. Và trước khi đăng bán thì đều đã được test hoạt động tốt rồi. Các bác ở xa thì nhận hàng kiểm tra cũng như test kêu thì thanh toán nốt cho bên vận chuyển. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.